các nhà vận động chống thay đổi khí hậu địa cầu biểu tình tại Thụy Điển, tên từ Stockholm. Các nhà vận động bảo vệ môi trường đã tập trung tại Stockholm, kêu gọi chính phủ các nước phải có hành động để ngăn chặn thảm họa. Các nhà khoa học khí hậu hàng đầu thế giới nói rằng, nhân loại đang bị sự hâm nóng địa cầu đe dọa nếu không làm giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Ủy ban Liên Chính phủ và Thay đổi Khí hậu, tức IPCC, sẽ trình bày bản phúc trình tóm lược để được hội nghị duyệt xét vào ngày hôm nay, trở thành một bản hướng dẫn hành động cho các chính phủ các nước. Bản phúc trình nói, nhiệt độ trong thế kỷ này có thể tăng thêm 4.8 độ C, nhưng thế giới có thể giữ cho nhiệt độ chỉ tăng 0.3 độ C nếu cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Chính phủ các nước hứa không để cho nhiệt độ tăng lên quá 2 độ C so với thời kỳ tiền kỷ nghệ. Bản dự thảo cũng nói, mực nước biển dâng lên 19 phân trong thế kỷ 20 sẽ dâng cao thêm từ 26 phân cho đến 81 phân trong thế kỷ này, đe dọa cho nhiều vùng duyên hải. Nhà vận động Avas nói, các dữ liệu cho thấy tình trạng hâm nóng từ giữa thế kỷ 20 cực kỳ nguy hiểm cho nhân loại. Các nhà hoạch định chính sách phải hướng về năng lượng sạch thay vì tiếp tục sử dụng năng lượng hóa thạch.